Miền Đông Bắc nước Mỹ đang phải đối phó với những thiệt hại thảm khốc do hoàn lưu của bão Ida gây ra với ít nhất là 51 người tử vong. Riêng thành phố New York đã xác nhận 13 người thiệt mạng, còn ở riêng bang Louisiana vẫn đang phải hứng chịu những thiệt hại nhất định sau cơn bão lịch sử này. Một tuần sau khi cơn bão Ida càng quét qua bang Louisiana, một phần của bang này hiện tại vẫn đang trong tình trạng ngập nước. Tại thị trấn ven biển Lafite, phần lớn nhà cửa và các phương tiện vẫn đang bị chìm dưới nước, trong khi đó người dân vẫn đang đi sơ tán. Mực nước mưa ghi nhận được tại Lafite cao đến gần 1 mét với sức gió hơn 110 cây số trên giờ. Bão Ida đã kéo theo mưa lớn và đã gây lũ quét trên diện rộng khiến 12 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải sống trong cảnh mất điện. Bão Ida sau khi đổ bộ vào Louisiana đã tiến lên phía Bắc, gây mưa to và lục lội nghiêm trọng tại New York và New Jersey. Do ảnh hưởng của bão Ida, Mỹ ban bố tình trạng thảm họa khẩn cấp tại 14 hạt của bang New York, trong đó có thành phố New York. Dự kiến bang này sẽ nhận được 5 triệu đô la Mỹ từ nguồn quỹ liên bang để khắc phục hậu quả của bão Ida.